xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức việt quý vị đang theo dõi bản tin đặc biệt chúng tôi đưa tin về tình hình bão lũ miền trung thưa quý vị những ngày qua cả nước xót xa đau đớn biết bao nhiêu khi nghe tin đồng bào mình đang gặp hoạn nạn vùng vẫy trong biển lũ tiếng kêu cứu thấu trời thấu lòng người thôi thúc chúng ta phải làm một điều gì đó để giúp đỡ cho miền trung và chúng tôi xin được gửi lời cảm tạ đến quý vị khán giả đã và đang chung tay ủng hộ quỹ ủng hộ miền trung của tin tức việt Quý vị có lòng hảo tâm vui lòng gửi trực tiếp về số tài khoản đang hiển thị trên màn hình. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật tình hình thiên tai mưa lũ. Theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 19 giờ ngày 20 tháng 10, mưa lũ từ ngày mùng 6 đến 20 tháng 10 đã làm 133 người chết và mất tích trong đó có 106 người chết, 371 hecta lúa bị ngập, 6.989 hecta hoa màu bị ngập, hư hại, 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 16 tuyến quốc lộ, 168.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Hiện đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn bị ngập. Để tiếp tục ứng phó với bão sao đen khi vào Việt Nam là cơn bão số 8 và mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố trực tiếp tiếp tục thực hiện điện ngày 16 tháng 10 của Thường trực Ban Bí Thư, công điện số 1411 CDTT ngày 18 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ công điện số 27 CD TVPCTT ngày 17 tháng 10 của trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công điện số 28 CDTV PCTT, số 29 CDTV PCTT ngày 19 tháng 10 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, công điện số 30 CDTV của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các bộ, ngành chức năng và các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Mẹ đi nhận hàng cứu trợ, bé trai 8 tuổi ở nhà ngã xuống nước. Tối ngày 20 tháng 10, ông Trương Xuân Toán, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, một bé trai 8 tuổi ở địa phương đã bị đuối nước thương tâm khi sẩy chân khỏi nhà bè tránh lũ. Nạn nhân là cháu Đinh Minh Tê, 8 tuổi, ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa. Vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang tránh chú lũ trên nhà bè của gia đình, cháu Tê không may bị sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ. Lúc xảy ra vụ việc, trên nhà bè chỉ có một mình bà ngoại cháu là người lớn. Bà đã phát hiện hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu hơn 3 mét, người dân xung quanh bơi đến lặn tìm cháu Tê, nhưng không kịp, cháu Tê đã tử vong. Được biết, gia đình cháu Tê thuộc diện hộ nghèo của xã, bố đang đi làm ăn ở trong miền Nam, lúc xảy ra tai nạn, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ. Chính quyền xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và lo hậu sự cho cháu. Nhiều quân nhân thoát nạn khi quả đồi bị sạt lở. Ngọn đồi bị sạt lở trong đêm khiến ba dãy nhà của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo, Quảng Bình bị sụt lún đổ nghiêng. Đại tá Trịnh Thanh Bình, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác di rời sau vụ sạt lở, làm ba dãy nhà tại đồn biên phòng quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa bị sụt lún đổ nghiêng. Chiều ngày 19 tháng 10, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện nhiều vết nứt và sụt lún bất thường ở một số khu vực cổ đồn, nên cán bộ chiến sĩ đã cùng sơ tán vũ khí đến nơi an toàn. Đồn cắt cử lực lượng quan sát cảnh giới từ xa, ngăn không cho người đến khu vực nguy hiểm và bảo vệ doanh trại. Đến 19 giờ cùng ngày, một quả đồi đổ sập xuống gần khu vực cổng, chắn ngang quốc lộ 12 và làm sập hai dãy nhà tập thể của đồn. Hai giờ sau, một vụ sạt lở khác làm dãy nhà chỉ huy bị nghiêng, nứt, vỡ nhiều mảng tường. Vụ sạt lở không gây ra thiệt hại về người. Các hộ dân xung quanh đồn biên phòng cũng được sơ tán. Cũng trong ngày 19 tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 12 đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa bị sạt lở, vỡ ra từng mảng, bị nước sói mòn. Vị trí sạt lở kéo dài hơn 300 m Ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã dân hóa cho hay, quốc lộ 12 bị nứt toác khiến nhiều đường dẫn lên cửa khẩu quốc tế Trà Lo tê liệt hoàn toàn, hàng trăm xe cộ bị kẹt kéo dài nhiều km. Truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hy sinh. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 quân khu 4 thay mặt Thủ tướng Chính phủ hôm 20 tháng 10. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 chiến sĩ Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18 tháng 10 trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai. Theo quyết định, Chủ tịch nước truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 5 cá nhân và huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 17 cá nhân. Ngày 19 tháng 10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho đồng chí Lê Văn Quế, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật. Thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá cho đồng chí Phùng Thanh Tùng, trợ lý lao động tiền lương, phòng tham mưu kế hoạch. Thăng quân hàm từ thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp cho đồng chí Phạm Ngọc Quyết, trợ lý lao động tiền lương, phòng tham mưu kế hoạch. Thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí Lê Hải Đức, trợ lý kế hoạch, phòng tham mưu kế hoạch. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Những cánh tay cầu cứu từ mái nhà trong cơn lũ lịch sử ở Quảng Bình Nhiều ngày bị lũ giữ cô lập, hàng nghìn người dân còn mắc kẹt ở vùng tâm lũ lệ thủy Quảng Bình chỉ biết giơ tay cầu cứu qua mái nhà. Theo thống kê từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, Hiện tại mưa lũ đã làm ngập lụt khoảng 100.000 nhà dân và các trụ sở cơ quan nhà nước, trạm y tế, trường học trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều nhất ở các huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, Quảng Ninh, Quảng Trạch. Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa ngày 20 tháng 10, tại nhiều xã như Cảm Thủy, Sơn Thủy, Liên Thủy, An Thủy của huyện Lệ Thủy, nước vẫn ngập khiến hàng chục ngàn nhà bị nhấn chìm hiện chính quyền địa phương đã cứu hộ và hỗ trợ hàng ngàn người dân trên địa bàn tới các địa điểm như trường học ủy ban các trụ sở cơ quan có tầng cao để ở tập trung tránh lũ tuy nhiên hiện còn rất nhiều người dân bị mắc kẹt tại các ngôi nhà thấp mái lực lượng chức năng chưa thể hỗ trợ di rời vì số lượng quá nhiều trong khi đó nhiều người dân bị mắc kẹt ở các mái nhà đã cạn kiệt lương thực hiện phía ngoài chính quyền địa phương người dân đã gom nhiều lương thực nhu yếu phẩm để tiến hành cứu trợ cho người dân đang mắc kẹt tại nhà một số người dân thiếu lương thực hai ngày qua đã ngồi trên mái nhà chờ đợi các đoàn cứu trợ đi qua để xin lương thực những người dân với ánh mắt chờ đợi ngồi trên nóc nhà những tiếng gọi từ mái nhà đang dần chìm nghỉm trong cơn lũ lịch sử một cánh tay giơ lên để cầu cứu mỗi khi nghe tiếng thuyền máy chạy ngang nhiều người liều mình trèo lên mái nhà để chờ được ứng cứu cứu trợ đồ ăn khi lương thực đang dần cạn kiệt Hiện tại lũ trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy là 4,79 m, trên mức báo động 3 là 2,09 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1979 gần 1 m. Hàng nghìn ngôi nhà tại huyện Lệ Thủy bị ngập sâu từ 3 đến 5 m, có nơi trên 5 m. Còn nhiều người lớn tuổi mắc kẹt tại các mái nhà ở nhiều thôn xóm của huyện Lệ Thủy. Người dân tự chế thuyền bè để di chuyển tìm kiếm các ghe thuyền tiếp tế để xin lương thực Ngoài lương thực, nước uống, áo phao cũng là thứ người dân đang cần ở thời điểm này. Trước tình hình nước lũ dâng cao, các lực lượng chức năng đã kịp thời di rời khoảng 10.000 hộ dân ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn. Mưa lũ hiện tại đã làm chết 4 người, Lệ Thủy 2 người, Quảng Ninh 2 người, có 6 người bị thương, Tuyên Hóa 4 người, Minh Hóa 2 người. Cơn bão này chưa qua, cơn bão khác đã vội ập đến, lũ chồng lũ. Rồi khi bão tan, lũ rút, người dân miền Trung còn lại gì? thật không dám nghĩ tới giờ phút này còn tính mạng đã là phúc phần lớn lao hơn lúc nào hết chúng tôi khẩn thiết mong quý vị cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền trung thông qua số tài khoản đang hiển thị trên màn hình những tấm lòng của quý vị sẽ được chúng tôi đem đến tận tay người dân vùng lũ xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại